Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thư mắc thoái cột sống. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên bệnh thoái cột sống. Do tuổi tác, không phải tới khi cao tuổi cột sống mới bắt đầu bị thoái hóa. Từ sau tuổi 30, những dấu hiệu của thoái hóa đã bắt đầu diễn ra. Đây là một quá trình thoái hóa sinh lý. Nó làm cho địa điểm cột sống yếu đi, và nếu có tác động của các nguyên nhân khác thì sẽ dẫn đến bệnh thoái cột sống. Do quá trình di truyền, do yếu tố di truyền nên bẩm sinh nhiều người đã có hệ xương khớp không chắc khỏe. Cột sống nếu gặp các tác động nội sinh hoặc ngoại sinh sẽ nhanh chóng bị bệnh. Do thói quen sinh hoạt, dùng gối cao khi ngủ, dùng cổ và tai để kẹp điện thoại khi nghe, cúi cong lưng để bê váp, gập cổ, ngồi gù lưng là những thói quen có thể gây bệnh. Do chấn thương, chấn thương xảy ra do hoạt động chơi thể thao, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cột sống lưng, làm cho cột sống bị tổn thương. Chế độ ăn uống, uống nhiều nước ngọt, rượu bia, hút thuốc, hoặc sử dụng những thực phẩm nhiều phốt pho, protein, muối cũng là nguyên nhân phá hủy cột sống. Nguyên nhân khác, ngoài những nguyên nhân trên thì còn một vài nguyên nhân khác gây bệnh như rối loạn chuyển hóa, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm đệm, u cột sống, thừa cân, lười vận động. Triệu chứng, tùy vào từng dạng bệnh mà các triệu chứng cũng có sự khác nhau, thường là ở hai vị trí, thoái cột sống cổ. Cơn đau tập trung ở vùng gáy, thậm chí có thể lan xuống cả vùng vai và cánh tay. Gặp khó khăn khi cúi, ngửa, xoay cổ. Nhức đầu, nuốt vướng, loạn cảm thành sau họng, mờ mắt, hoa mắt, ù tai, liệt cứng nửa người, thiếu máu. Thoái cột sống thắt lưng, đau cấp tính, vùng cột sống thắt lưng xuất hiện những cơn đau buốt. Chúng có thể đến sau khi bạn mang vác vật nặng hoặc sai tư thế. Đau mạn tính, vùng thắt lưng xuất hiện những cơn đau âm ỉ, khi vận động cơn đau sẽ tăng lên, còn khi nghỉ ngơi thì cơn đau thuyên giảm. Lâu ngày cột sống có thể biến dạng, cứng cơ vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Bị hạn chế vận động, gặp khó khăn khi thực hiện các động tác như vươn người, cúi ngửa, đau rễ thần kinh, đau lan truyền dọc theo thần kinh đùi bì, tê bì, căng thẳng, chán ăn, mệt mỏi. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt cụt ngày càng được nhiều bệnh nhân biết đến và được lựa chọn là phương pháp điều trị hàng đầu cho nhiều bệnh lý khác nhau. An toàn, lành tính và phục hồi hiệu quả là những ưu điểm vượt trội của phương pháp này. Khi điều trị, bệnh nhân hoàn toàn không cần phải sử dụng thuốc hay phẫu thuật. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.